mấy anh em mình hiện tại giờ đường ở trước nhà thờ Mộc Bắc. Đây, đây là quán cơm sườn này là ăn rất là ngon. Mấy anh em mình xin kính chào bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng. Anh Huy, Tùng, hôm nay hai anh em thi nhau ăn cơm sườn nha. Rồi thích ăn bao nhiêu dĩa vô gọi chị Loan làm. Ăn sườn mỡ, sườn nạc, sườn gì đó. Mình ăn tốc độ thôi anh Huy. Tùy em chọn á. Người 6 dĩa đi ha. Rồi. Rồi vô kêu chị Loan làm. 6-12. Rồi. 6 dĩa một tô súp. Không uống trà đá. Sao? Ok. Một tô súp đặc biệt luôn chưa? Một tô súp 12 với con. Thì không cho uống nước mà lỡ hết súp rồi xin súp thêm được không? Có quyền. Rồi. Quyền giao không uống nước thôi á. Không uống nước. Rồi. Hôm nay là chỉ uống súp. Chứ ốp la, sườn. Đây là ốp gắt vừa ăn. Bởi vì quán cơm cũng có cái đám cưới. Lâu lâu mấy anh em ra quán ăn cho vui. Có ở đâu? Bữa nay mấy hả? Ăn tô dĩa cơm hả? Ăn tô súp gì đi chú thọ? Không. Ăn không mua chưa? Thôi ăn rồi. Rồi hả? Ê, hai anh em mà kêu 12 dĩa cơm ha. Có hai tô súp đó. Dĩa cơm rồi nó cơm nấy chà bá luôn. Quá sắc cơm luôn, quá sắc ngon luôn. Hai anh em trang xong rồi 1-2-3 là lùa. Nè mình thi tốc độ thì tôi ai rất là tranh thủ. Đúng rồi, trường miếng là hấp để thử. Quán này là không bán trà đá. Hết chấp xin một tô khác. Đúng không chị Lo? Chị đâu bán trà đá đúng không? À, chị không bán trà đá. Và hết chấp có quyền kêu một tô khác. Ok, chấp là bao? Rồi, ok. Anh em là chuẩn bị xong hết chưa? Rồi. Đây là mỗi người là tức là 6 dĩa cơm nha. Rồi. Súp không tính. Hết trước đó là có 1 triệu. Hết sau có 2 xị để sẵn đó nha. Rồi. Ở sau cũng xin đại diện hai anh em mà tổng mời cô bác chị bạn dùng sáng với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. 1 2 3. Cố lên nha Tùng. Anh hôm nay anh ủng hộ em á Tùng. Tại thì Tùng không gài cũng thua anh em nhiều rồi. Nhưng mà em nó hiện tại giờ cũng đang cố gắng dữ lắm. Cố lên em. Tùng là nhai hay lâu? Cô bác chị bạn bình luận là Tùng nhai lâu quá, mất thời gian, phải thua anh em. Sáng ngày một ta ăn một dĩa cơm như là ứ hận rồi. Cơm này bán rất nhiều cơm, nhiều thịt. Cái dĩa thông để xương.
cho anh cho em hai tô súp nữa chị. Đây một tô súp đó con, trong xếp hai tô được. Anh Ba ủng hộ kìa, cố lên kìa Tông. Chủ tiệm vàng Ngọc Đức ủng hộ em kìa. Cố lên. Đập nút nhanh nhanh chút xíu, nút chậm quá không kịp xem. Cố lên, cố lên. Nó còn ba dĩa nó phải ru rồi đó. Nhưng mà quan trọng ai hết trước á. Sáng ngày làm người sáu dĩa là có phơi lắm. Con bỏ đây rồi hồi chạy nha. Rồi chuẩn bị sẵn tô súp luôn. Cố lên, hấp canh luôn vô kìa. Cố lên, cố lên. Chị ơi, chị, làm ơn chị lại chị sớt hai tô súp rồi qua giùm em á. Ôi bơ sáu dĩa anh. Gần hết dĩa thứ tư rồi, xớt cái tô súp cho mẹ mấy chị. Bé ngày ông kính bé nó không có xớt được. Rồi cảm ơn chị. Cố lên nha. Rồi đó. Cố lên ông ơi, cố lên anh Quy ơi. Hôm nay mình thấy Tùng có tiến bộ. Nóng nóng nóng. Cái thi chỗ này đó phải ngay chừng 8 phần thôi là nuốt rồi. Mà nhai mà nhuyễn quá là thua. Không kịp. Không kịp đối phương. Cái súp có trang vô cơm á, hấp kiểu đó nóng dữ lắm Tùng ơi. Cố lên kìa con, chủ tiệm vàng kêu cố lên kìa con kìa. Cố lên, cố dĩa rồi, người cố dĩa rồi, còn người hai dĩa nữa. Cũng 9-10. Mấy trang nước súp vô cơm á, lùa mới lẹ được. Hiện tại giờ cái nước súp quá nóng, không thể nào hấp được. Cố lên đây, hấp chờ đó.
Cô ơi, hết giờ. Lấy quyền chỗ à. Cầm lên tao ơi. Đổ tháo không đúng em. Có mấy người kia 10 dĩa, còn hai tay này sáng sớm ăn có người cái 6 dĩa à. Ăn dĩa cũng chết. Chết luôn liền đó. Dĩa nhiều ha. Em dĩa không? Dĩa thật nhiều nữa. Nóng anh Huy ơi, trang vô mà gấp gấp vào phòng lưỡi á. Anh em mong quá lẹ luôn, nãy giờ là bước qua gì thứ năm, gần hết gì thứ năm mà mở chưa được 10 phút. Thế vậy? Thôi vậy nè. Ăn hết rồi lấy tiền trên bàn, còn không hết thì tiền trên bàn em lấy lại. Rồi cái dĩa là dĩa quyết định nè. Ai lẽ là người đó thắng. Cái dĩa là dĩa sùng sình. Thắng là lấy con trai hả? À? Lấy con trai. Thua có lần nào ạ? À? Thua có hai xị đi về đổ xăng về xin gì đường. Cái quyết định là cái dĩa này. Ai thắng hay thua là cái dĩa này. Chắc canh nóng lắm tôi ơi. Húp. Trang vô cho tôi, trang vô dễ hút. Bưng lên, bưng lên. Đây ấy, gớt cùng lum em ơi. Bên còn ít cơm với một cục thịt. Chị Lo ơi, dĩa cơm sườn ngon quá vậy mà bán dĩa như chị Lo. Mấy chục chị? Dĩa 5 chục. 30 ngàn hả? 5 chục. Rồi bỏ cột đi em.
hôm nay mình thấy Tùng có cố gắng, có cố gắng nhưng mà chiến thuật của Tùng chẳng còn dở. Dở là cái vụ súp, mình nó biết súp nóng mà bạn cứ húp hoài mất thời gian, bạn thua Nguyên là phải rồi. Sao nói chưa? Hai anh em nói chưa? Lo à? Tùng không Tùng? Hôm nay có cố gắng không em? Hôm nay em chạy hết mình luôn hả? Mà không kịp anh Quy. Nói chung là em phải cố gắng nữa. Phải cố gắng là sao mới được anh ơi? Cố gắng nữa. Đợi, đừng để cô bác chị bạn comment vô. Có gì là comment vô kênh nói em ăn dở nha. Ok, em phải cố gắng làm sao cô bác chị bạn khen em. Ok. Mấy anh em mình ở đây cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên là kính chúc cô bác chị các bạn sức khỏe, dòng năng, chào hẹn gặp lại, bye bye.